60 triệu năm trước, các nguồn lực siêu phàm của tự nhiên đã hình thành một dãy núi dài nhất hành tinh, Andes. Tại đây, tất cả các yếu tố của thiên nhiên đều hiện hữu. Trong bóng tối của dãy Andes hùng vĩ, một thiên đường độc đáo đã hình thành. Thật kỳ ảo và đẹp tuyệt vời. Cho dù phong cảnh nơi đây có đa dạng đến đâu, nó cũng luôn chịu ảnh hưởng bởi dãy núi này. Tất cả các hình thái của sự sống trên trái đất đều tìm một môi trường sống tự nhiên ở đây. Tierra del Fuego, điểm cực nam của thế giới. Giống như những vị thần khổng lồ, chân của dãy Andes vươn lên từ đại dương. Dường như các vị thần ấy đang lặng im ngắm nhìn cuộc sống ở vùng đất chưa được khai phá này. Không thể đếm được có bao nhiêu con sông và vịnh chạy ngang dọc như huyết mạch khắp quần đảo này. Bây giờ đang vào mùa sinh sản, nguồn thức ăn bị thiếu. Con diệc đen sống về đêm cũng buộc phải kiếm ăn vào ban ngày. Không thể phủ nhận, gió là chúa tể của đảo Tierra del Fuego. Với tốc độ lên tới 160 km/h, gió chạy đua khắp vùng nông thôn. Chỉ có một số vịnh phía nam không bị ảnh hưởng bởi sự tấn công liên tục của gió. Nhưng đối với loài ngỗng Magellan thì đó lại là một thiên đường. Cỏ, thảo mộc và nước xa hết tầm mắt. Không có gì đáng ngạc nhiên khi loài ngỗng này là một bộ phận cư dân đông nhất của Tierra del Fuego, cũng như lạc đà không biếu của vùng Andes. Trong nơi trú ẩn dưới những tán cây, chim ưng to tìm kiếm vật liệu để xây tổ. Các dây leo thân dài và cây ký sinh mềm đã cung cấp cho nó nhiều sự lựa chọn. Các loài thực vật này phát triển mạnh trong khí hậu ẩm ướt. Những cây cây như mạng nhện che phủ cho khu rừng thưa thớt một vẻ đẹp thần tiên và kỳ lạ. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, nhà thám hiểm Ferdinand Magellan đã từng lái tàu đi qua những eo biển này giữa Tierra del Fuego và bờ biển Nam Mỹ. Ngày nay, một chiếc phà chở ô tô có thể thoải mái chạy qua lại trên eo biển Magellan. Con đường đến bờ biển Patagonia dường như vô tận. Phần rỉ sét còn lại của một ngọn hải đăng cũ đã đánh thức sự tò mò của con cáo non vùng Patagonia này. Vùng đất hoang ở bờ biển là một sân chơi lý tưởng giúp nó chuẩn bị cho cuộc sống khắc nghiệt ở phía trước. Một đối tác tốt đẹp không bao giờ là xa vời. Những con vật mới lớn này thực hành kỹ năng săn mồi của chúng một cách tinh nghịch. Con cáo xám Argentina là một thợ săn đáng để mắt tới. Hai con vật này là anh em ruột vừa bị mẹ bỏ rơi. Giờ đây, chúng đang cùng nhau bước những bước đầu tiên tiến tới cuộc sống tự lập.
Bài thực hành tiếp theo là tìm một chút thức ăn. Con vật nào sẽ bắt được con chuột hoặc con chim đầu tiên? Chẳng mấy chốc, mỗi con sẽ có cuộc sống riêng của mình, vì cáo là loài sống cô độc. Có thể chúng sẽ là đối thủ nếu gặp lại nhau. Loài tatu lùn chủ yếu sống về đêm. Nó đào những cái hang nông trong vùng đất cát ven biển và dành cả ngày để ngủ. Cái đói hoặc những con cáo tràn đầy năng lượng nào đó đã lùa nó ra khỏi hang. Và bây giờ, nó đang đi tìm thức ăn. Một bữa ăn nhẹ với thực đơn là châu chấu có thể bù đắp cho giấc ngủ ngắn vào ban ngày của nó. Những con cáo đi ra ngoài để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới. Tiếng gọi giao phối vang vọng khắp bờ biển Patagonia. Tháng 9 là mùa giao phối của chim cánh cụt Magellan. Mỗi cặp giữ một đôi mắt tròn xoe trong hang của nó. Những con đực kiên quyết bám lấy những con cái của mình. Nhưng ngay trước khi con cái chuẩn bị đẻ trứng, việc kiểm tra hang kỹ càng được đặt lên hàng đầu. Con đực chỉ có thể hy vọng rằng cái hang mà nó đã chọn sẽ được chấp nhận. Và nó kiên định với những gì mà mình làm tốt nhất. Nó quay đầu lại và gọi. Con đực lớn tiếng tuyên bố yêu sách của mình cho cả việc đào hang và giao phối. Trong mùa sinh sản, cuộc sống của chim cánh cụt rất đơn giản. Một con bảo vệ tổ, trong khi con kia đi bắt cá. Nơi săn mồi của chúng có thể cách xa nhà tới 500 km. Mối quan hệ qua lại như thế này cần sự kết nối mạnh mẽ. Với cái đầu ngẩng cao, chim cánh cụt rất giỏi trong việc đi trên con đường đầy khó khăn ra biển. Hầu hết thời gian là như vậy. Một đội quân đen trắng bày tỏ tình cảm âu yếm trước khi trở thành những kẻ phá đám. Chúng dường như bị thúc đẩy bởi cơn đói. Một khi xuống nước, chim cánh cụt Magellan trở về đúng bản chất của mình. Chúng lao đầu về phía trước. Biển ngoài khơi Patagonia rất độc. Những con sóng cao hàng mét tụ lại vào bờ. Nhưng nghi thức vệ sinh cá nhân vẫn được đặt lên hàng đầu. Chim cánh cụt cuối cùng đã thể hiện sự duyên dáng của chúng khi bơi. Chúng lặn sâu khoảng 90 mét để bắt được thức ăn ưa thích là cá, mực và nhuyễn thể. Chúng có thể săn mồi đến hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày. Chỉ khi đầy bụng, chúng mới trở về vùng đất khô ráo. Chúng biết phải rất lâu nữa chúng mới có bữa ăn tiếp theo.
Cuộc chia tay của chú chim cánh cụt này rất dịu dàng. Hạnh phúc không dài lâu vì đối tác của chúng sớm tiến ra biển. Một cuộc gặp gỡ bất thường của thiên nhiên Patagonia. Những con lạc đà không biếu khó có thể cưỡng lại trước các lùm cây ven biển màu xanh. Cỏ ngon ngọt, khan hiếm trong thảo nguyên. Ngay cả những con đà điểu Mỹ cũng đang tìm hạt giống, cây và côn trùng ở đây. Đà điểu Mỹ và lạc đà không biếu thường sống gần nhau. Một sự kết hợp giữa đôi mắt sắc bén của những con chim không biết bay và khiếu giác tinh anh của lạc đà không biếu là một hệ thống cảnh báo sớm tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích cho chim cánh cụt. Một cuộc sống mới bắt đầu. Sau khoảng 3 tháng, chim non thay lông. Sau khi chúng thay lông xong, những con chim nhỏ mọc một bộ lông không thấm nước và có thể đi ra biển. Đoạn đường ven biển được bao phủ bởi hàng triệu chiếc lông vũ, minh chứng cho một mùa sinh sản thành công. Một vùng đất của sư tử biển Nam Mỹ, chúng ở rất xa và không gây nguy hiểm trực tiếp cho chim cánh cụt. Những con sư tử biển được xuống nước ngay sau khi sinh. Chúng học tất cả các kỹ năng bơi quan trọng trong vùng nước nông. Không có gì lạ khi tìm thấy những đàn sư tử biển tới hàng trăm con. Việc tìm mẹ trong một đám đông như thế này là điều không dễ dàng. Cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác, điều đầu tiên chúng làm là khóc càng to càng tốt. Khi sư tử biển còn rất nhỏ, chúng chỉ có thể đổ mồ hôi hoặc kêu ré lên. Sư tử mẹ gọi và mùi hương của con mẹ giúp sư tử con tìm về an toàn. Trong khi mẹ ra ngoài săn mồi, sư tử biển bé được chăm sóc tại một nơi giống như vườn trẻ. Chim cánh cụt là một món ăn ngon và hiếm. Thông thường, thức ăn của sư tử biển là cá hoặc mực. Phong phú ngoài khơi Patagonia là một môi trường sống lý tưởng. Sóng tốt, dồi dào tôm cá và một bãi biển có mái che. Đây thực sự là một thiên đường của sư tử biển. Khi mặt trời lên, những đỉnh núi Torres del Paine gần như tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ. Chúng tạo thành một khoảng trời hùng vĩ của công viên quốc gia ở miền nam Chile. Torres del Paine dịch ra có nghĩa là các tòa tháp của thiên đường màu xanh. Và đúng như vậy, những khối đá granite nổi bật cao gần 3.000 mét nằm giữa bầu trời. Các sườn dốc và thung lũng rộng là nơi sinh sống của lạc đà không bướu. Truyền thuyết Indio nói rằng những ngọn núi là người chăn cừu của họ, quan sát đàn cừu liên tục với đôi mắt bằng đá. Lạc đà không bướu là anh em họ của loài đà mã. Chúng vô cùng thân thiết với người dân ở Andes.
Chúng sống thành những đàn nhỏ. Con đực đầu đàn luôn để mắt tới nhóm nhỏ của mình. Bộ lông dày và phần thịt ngon của chúng luôn khiến những con lạc đà ở vùng thế giới mới này trở thành mục tiêu ưa thích của thợ săn, đến nỗi chúng gần như tuyệt chủng ở nhiều vùng của Nam Mỹ. Nhưng ngày nay, trong công viên quốc gia Torres del Paine, chúng không có gì phải sợ và số lượng của chúng đang tăng lên đều đặn. Không có động vật nào khác liên quan chặt chẽ với cảnh quan nơi này như lạc đà không bướu. Người ta gọi chúng là vua của vùng Andes. Nhưng đó là khi chúng ta chưa nhắc tới loài vật này. Kền kền lớn nhất thế giới. Nhạc trưởng Andes, chúa tể bầu trời. Dường như không có trọng lượng, nó lướt trên những ngọn cây cao trên đỉnh núi. Với sải cánh hơn 3 mét, nó có thể bay lượn với độ cao lên tới 7 km. Phần thịt còn lại của con lạc đà này không còn khiến con chim ăn xác thối quan tâm. Có lẽ nó đã quá lâu. Lạc đà không bướu đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống ở vùng núi. Giống như tất cả các loài lạc đà không bướu nhai lại thức ăn của chúng để làm cho loại cỏ cứng trở nên dễ tiêu hóa hơn. Khối đá granite hùng vĩ của dãy Paine cho thấy các thế lực thiên nhiên mạnh đến cỡ nào để có thể tạo ra dãy núi gấp khúc Andes từ hàng triệu năm trước. Các đỉnh núi thường bị che khuất bởi đám mây dày đặc và chỉ lộ ra sau những cơn gió mạnh thổi tan đám mây. Ở độ cao của dãy Andes, bầu trời buổi đêm thường rất trong. Mặt trăng và các ngôi sao dường như trong tầm tay. Vào đầu giờ sáng, hình bóng của núi Fitzroy hiện ra hùng vĩ. Dưới chân nó là hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở Nam Mỹ, Campo de Helioso. Đồng băng khổng lồ này nằm ở biên giới giữa Chile và Argentina. Mỗi ngày, khối băng khổng lồ của sông Perito Moreno tiến về phía trước khoảng 1 mét, cho đến khi nó đến được Lago Argentino, hồ nước ngọt lớn nhất ở Patagonia. Tại rìa sông băng cao 60 mét, liên tục xuất hiện các mảnh vỡ lớn rơi xuống mặt hồ.
những con đường đất băng qua vùng cao nguyên Andes đến Chile. Con đường và khúc quanh uốn lượn qua núi. Và xuyên qua rừng nhiệt đới dày đặc. Kết thúc ở một nơi tuyệt vời. Giữa sườn phía tây của núi Andes và bờ biển Chile là rừng nhiệt đới Valdivian. Những vùng đất hoang vu rậm rạp, xanh tươi đến kỳ bí. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đến nỗi nó chẳng khác nào một rừng mưa nhiệt đới. Một số loài động thực vật của khu rừng này không thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trong khí hậu mát mẻ, ẩm ướt, thực vật mọc sum suê, hấp thụ lượng mưa thường xuyên như một miếng bọt biển. Khi trời không mưa, những đám mây hơi nước bao phủ ngọn cây. Những vệt sương mù nổi lên như những bóng ma từ sâu trong rừng. Bất cứ ai không biết gì về rừng Chile có nghĩa là không biết gì về hành tinh này. Nhà thơ Chile và nhà văn đoạt giải Nobel Pablo Neruda đã viết như vậy vào một trong những tác phẩm của mình. Rừng nhiệt đới Valdivian thực sự độc đáo ở vẻ đẹp bí ẩn của nó. Độ ẩm trong không khí, thực vật và trái đất, những dòng suối nhỏ được biến thành những thác nước ảo ạt. Có hơn 700 loại thực vật chỉ có thể được tìm thấy ở nơi này trên trái đất. Rừng mưa Valdivia là một trong số ít khu rừng mưa nằm ngoài vùng nhiệt đới. Nhưng ngay cả thiên đường này cũng đang gặp nguy hiểm. Phần lớn rừng đã bị chặt phá. Không mảy may về điều này, những con vẹt đuôi dài đắm mình trong cơn mưa mát mẻ mỗi ngày để trải chuốt bộ lông của chúng. Ở châu Âu, bạn sẽ chủ yếu nhìn thấy chúng ở những nơi mà chúng có thể tận hưởng sự tự do không giới hạn. Những cây cổ thụ khổng lồ này ẩn chứa nhiều điều khác thường. Phần thân của con bọ cánh cứng này lấp lánh với tất cả các màu sắc của cầu vồng. Nó chống lại các đối thủ của mình bằng bộ hàm lớn. Con bọ mạnh hơn sẽ thắng. Và đúng như vậy, theo thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Một trong những đặc điểm chính của rừng nhiệt đới Valdivian là những cây khác thường. Những cây bách tán này có thể sống tới 2.000 năm. Chúng là một trong những cây lâu đời nhất trên trái đất. Chính tại đây, dưới bóng của dãy Andes là nơi chúng bắt nguồn. Mặc dù giờ đây, chúng được trồng trên khắp thế giới làm cây cảnh. Cây linh sam Andes rất kiên cường. Cành cây của nó được bao phủ bởi những chiếc lá cứng. Mỗi chiếc có một cái gai ở cuối. Đặc điểm này khiến nó trở nên nổi tiếng với những người làm vườn.
cũng giống như cây hoa vân anh mọc trong bóng râm của nó. Vỏ cây bách tán dày bảo vệ nó khỏi lửa và nhiệt. Mặc dù khí hậu ẩm ướt, điều này rất quan trọng vì môi trường sống ở đây liên tục bị đe dọa từ các vụ phun trào núi lửa. Lửa và băng là đặc trưng điển hình của dãy Andes. Vô số núi lửa như Villarrica được bao phủ bởi sông băng vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Từ rừng nhiệt đới Valdivia, chúng tôi tiếp tục đến phía bắc Chile. Cây xanh biến mất, nhường chỗ cho đất hoang. Có những phần của sa mạc Atacama không có mưa rơi kể từ khi người ta bắt đầu quan trắc thời tiết. Nhưng nhờ một hiện tượng tuyệt vời, hơi ẩm mang lại sự sống được đưa vào sa mạc khô cằn này. Đó là Kamanchaka, sương mù ven biển. Nó xuất hiện khi không khí ấm áp bốc lên từ đất gặp nước lạnh của dòng Humboldt. Không khí ẩm sau đó được gió đưa vào đất liền và đọng lại trên cây thành những hạt sương ẩm trông như ngọc. Đặc biệt là ở các khu vực bãi đá của vùng duyên hải, nơi đây đã hình thành các khu rừng mây cận nhiệt đới. Các loài thực vật kỳ lạ phát triển mạnh và khoe sắc, mặc dù nơi đây hầu như không bao giờ mưa. Trên các sườn dốc mà sương mù không thể chạm tới, thảm thực vật thưa thớt hơn nhiều. Hai con vẹt xám trò chuyện với nhau thân mật, một nghi thức kết đôi dễ chịu. Thay vì rừng và bụi rậm, những cây xương rồng hình trụ tròn và cây quả mọng rất nhiều ở đây. Bộ lông của con cú hang hòa lẫn với môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Việc ngụy trang cho phép nó phát hiện ra con mồi mà không bị phát hiện. Nó đang tập trung chú ý vào một con chuột đê tu. Thông thường, nó chỉ cần vài cái đập cánh là có thể bắt được con vật gặm nhấm bé nhỏ. Tuy nhiên, lần này nó đã bị trượt. Loài cú hang đào hang và sống trên mặt đất. Hang của chúng sâu khoảng 1 mét và thường có một vài cặp cùng sống trong hang. Từ bờ biển khắc nghiệt, con đường dẫn sâu hơn vào cao nguyên trung tâm của dãy Andes. Ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển là một cảnh quan thậm chí còn khốc liệt hơn, cánh đồng phun nước của núi lửa El Tatio. Ngay cả trong đêm tối, bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi nước. Giống như những kẻ gây rối từ địa ngục, các mạch nước phun ra những dòng nước nóng bỏng vào bầu không khí lạnh giá. Vào buổi sáng, nhiệt độ là âm 20 độ C, nhưng nước phun lên từ các mạch ngầm và suối nước nóng dưới lòng đất có thể nóng đến 100 độ C. Đây là một vùng đất không thể khắc nghiệt hơn, nhưng nó lại có một vẻ đẹp tuyệt vời. Ngay cả ở đây, sự sống vẫn sinh sôi. Một con
con lạc đà Vicuña nhỏ luôn bám theo mẹ khi lạc đà mẹ đi kiếm thức ăn dọc theo mép đá của suối nước nóng. Bộ lông của lạc đà Vicuña dày hơn so với lạc đà không biếu Guanaco và bảo vệ nó khỏi cái lạnh băng giá. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt này, con người trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Cao nguyên Andes cũng có các đầm nước mặn, có thể tạo thành phông nền cho một số màn trình diễn ba lê tuyệt đẹp. Một con hồng hạc Chile duyên dáng xoay mình trên đôi chân của chính nó. Nhưng nó sẽ vui vẻ thực hiện một màn múa đôi với một con hồng hạc Andes. Những bước chân nhịp nhàng của nó khuấy tung bùn dưới đáy hồ. Mỏ của chúng cấu tạo giống như một màng lọc, hoạt động giống như một cái sàng, giữ lại các vi sinh vật, còn nước muối chảy ra từ mỏ của chúng. Cua nước mặn, giàu dinh dưỡng và tảo là khẩu phần ăn uống chủ yếu của hồng hạc. Chúng thậm chí có thể uống nước muối. Mặc dù có vẻ ngoài thanh tú, chim hồng hạc cực kỳ khỏe. Ngay cả khí hậu lạnh lẽo ở Andes cũng không ảnh hưởng đến những vũ công bay này. Phía tây nam của cao nguyên vô cùng khô cằn. Ngoài mùa mưa, Sala de Uyuni, mỏ muối lớn nhất thế giới, là một sa mạc kết tinh màu trắng với những kho báu quý giá. Vàng trắng. Có tới 10 triệu tấn ở đây. Cây xương rồng khổng lồ tô điểm cho các hòn đảo đá nằm giữa vùng đất hoang vu này. Dày tới 30 mét. Ngay cả những chiếc xe nặng nhất cũng có thể vượt qua những mỏ muối dường như vô tận một cách an toàn. Xe chuyển động 4 bánh là loại phù hợp nhất để đi trên con đường hiểm trở của dãy Andes. Đường đá khiến các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Ở phía đông của dãy núi là các đầm lầy Argentina. Thảo nguyên bất tận mang lại một cảm giác cô đơn. Một cuộc chạm trán khác với con cáo Patagonia. Con thỏ Mara trông như một con chuột lang đứng trên đôi cả kheo. Để liên tưởng đến đôi chân và đôi tai của nó, loài vật này còn được gọi là thỏ Patagonia. Nó là loài vật bản địa của Argentina. Đôi thỏ Mara ở cùng nhau suốt đời. Con cáo đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Nhưng cơn khát đôi khi có thể khẩn cấp hơn.
Thỏ Mara thường ở trong nơi trú ẩn, cảnh giác với kẻ thù của chúng. Ngay cả khi uống nước, chúng vẫn cảnh giác và chạy trốn ngay khi phát hiện những dấu hiệu đầu tiên khi kẻ thù đang đến gần. Tất cả những gì con cáo có thể làm là tìm con mồi khác dễ bắt hơn. Lúc này, con thỏ Patagonia đã an toàn. Và trước khi nó quay trở lại để nhấm nháp cỏ, thảo mộc và bụi cây của đầm lầy, nó tranh thủ ngủ một giấc ngắn. Giống như những bức tượng gai góc, tháp xương rồng hướng lên trên, tạo cho cảnh quan dưới bóng của dãy núi Andes một đường chân trời đặc biệt. Xa hơn, về phía bắc của Argentina, các khối đá kỳ quái trông gần giống như một tác phẩm điêu khắc hiện đại. Nhưng không có bàn tay con người nào có thể chạm khắc bất cứ thứ gì bằng đá đẹp hơn gió. Nước và mặt trời đã tạo ra khung cảnh nơi đây trong nhiều thế kỷ. Ở phía nam của Brazil, ngay tại trung tâm của Nam Mỹ, người ta thường dùng những tấm ván gỗ khi cần đi đâu. Đặt chúng lên lớp bùn bên dưới, chúng đưa chúng ta đến vùng đầm lầy lớn nhất trên trái đất, Pantanal. Cá sấu jacare có thể bất động trong nước hàng giờ liền. Nó có vẻ nguy hiểm, và đúng là như thế. Cá, gia cầm, cá sấu sẽ ăn bất cứ thứ gì vừa miếng. Nhưng một con chuột lang Nam Mỹ đã trưởng thành hoàn toàn chỉ là một miếng mồi hơi to một chút so với nó. Capybara có nghĩa là chủ nhân của những ngọn cỏ trong ngôn ngữ Guarani. Đây là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới. Những con vật ăn chay này có màng giữa các ngón chân, cho phép nó tìm thức ăn trong nước. Con non ở với mẹ khoảng 4 tháng, sau đó chúng phải tự lo cho mình. Pantanal là một khu vườn địa đàng thực sự cho chúng. Nhưng ngay cả những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất cũng không thể thư giãn nếu có thứ gì đó cản trở công việc của chúng. Không mấy ấn tượng, những con bướm đang thu hoạch các khoáng chất trong nước mắt và lỗ mũi của cá sấu. Cá sấu jacare là thợ săn thường xuyên nhất của Pantanal. Nước có nhiều cá, nhưng cũng là nơi sinh sống của những sinh vật lạ. Giống như loài rái cá khổng lồ đang bị đe dọa. Phần đầm lầy này là lãnh thổ của chúng. Rái cá khổng lồ có thể dài tới 1,8 mét và thậm chí cả cá sấu cũng không động vào chúng. Ngoi lên, theo quy luật, nó hít một hơi thật sâu cho lần lặn tiếp theo. Nó có thể ở dưới nước trong vài phút vì nó ngập miệng và đóng lỗ mũi cẩn thận.
Chúng là loài vật tham lam, mặc dù không phải lần lặn nào cũng thành công. Một con rái cá khổng lồ trưởng thành cần tới 4 kg thức ăn mỗi ngày. Không có gì nguy hiểm trong vùng lãnh thổ này. Ở Pantanal có một nguồn cung cấp cá dồi dào. Một vệt màu trắng hoặc màu kem ở cổ rái cá rất đặc biệt. Mỗi con có những dấu hiệu khác nhau để xác định, giống như vân tay của con người. Kích thước khổng lồ của động vật có nghĩa là nó có ít kẻ thù. Nhưng con người ưa chuộng bộ da dày và bóng của loài vật này, khiến chúng gần như tuyệt chủng. Rái cá khổng lồ hiện chỉ còn sinh sống ở Pantanal và một vài nơi khác ở Brazil và Peru. Nguồn cá dồi dào không chỉ thu hút loài rái cá. Chim cốc rất giỏi trong việc bắt cá. Con cá này đã trở thành nạn nhân. Nó không thể thoát khỏi chiếc mỏ của kẻ săn mồi. Co cổ đen là sinh vật biểu tượng của Pantanal. Nó lội trên đôi chân dài qua nước và sử dụng chiếc mỏ như một tia chớp. Nhưng nó không chỉ bắt cá cho bản thân. Có 4 cái mỏ đói đang chờ nó quay lại. Một cái tổ có tầm nhìn là nơi ưa thích của con cò. Tham lam, đám con của nó đang háo hức đợi đồ ăn. Cò cổ đen sống chung thủy suốt đời. Chúng cũng sống trong cái tổ của mình suốt cả đời. Pantanal là một thiên đường cho tất cả các loài chim. Chim Arakari tai hạt rẻ và vẹt. Có tiếng quả kêu và tiếng chim hót khắp nơi. Cho đến lúc hoàng hôn, giai điệu trong ngày mới lắng xuống. Sáng hôm sau, buổi hòa nhạc lại nổi lên. Một số con vẹt đuôi dài làm tía, nô đùa xung quanh cây. Đây là một trong những con cuối cùng của loài này. Hiện tại chỉ còn khoảng 3.000 con trong số chúng. Tất cả đều ở Pantanal. Không có con vẹt nào trên trái đất to bằng những con vẹt đuôi dài này. Chúng thích ăn hạt cỏ. Một cách khéo léo, chúng phá vỡ lớp vỏ cứng bằng cái mỏ mạnh mẽ. Cũng giống như cỏ cổ đen, vẹt lục bình cũng ở bên cạnh bạn đời của mình. Mỏ của chim tu căng khổng lồ có thể dài tới 20 cm. Nó có thể hái những quả nhỏ nhất trên cây tầm ma. Các sông và hồ ở Pantanal
được nuôi dưỡng bởi sông Paraguay. Nó là một phần của cùng một hệ thống sông, giống như thác Iguaçu. Thác Iguaçu nổi tiếng thế giới bởi sự giải phóng sức mạnh của mình trong một cảnh tượng thiên nhiên đầy kịch tính. Thác nước lớn nhất hành tinh. Khối lượng nước khổng lồ đổ xuống thác Iguaçu. Thác nước đang chảy ào ào, được bao quanh bởi rừng nhiệt đới rậm rạp, dày đặc. Đó là một nơi hoàn hảo cho kền kền đen. Giống như những người mặc đồ đen, chúng đậu trên đá hoặc trên cây. Thay vì tự đi săn, những con kền kền này chờ đợi con mồi đến với chúng. Các chiến binh đã định vị chiến lược và kiên nhẫn chờ đợi. Những con vật bất cẩn thường xuyên rơi vào dòng nước lũ ở Iguaçu và bị cuốn qua rìa thác xuống phía dưới lòng hồ. Chỉ có một kẻ ngốc mới bỏ qua một bữa ăn miễn phí. Sâu trong rừng, những con kiến lá gần đó bận rộn kiếm mồi. Khỉ mũ đang dò thám khu vực. Chúng di chuyển nhanh nhẹn giữa các thân cây, các chì và các nhánh nhỏ hơn, liên tục tìm kiếm bất cứ thứ gì ăn được. Cái đuôi dài giúp chúng giữ thăng bằng và cũng để nắm bắt mọi thứ. Những con khỉ này rất thông minh. Chúng chắc chắn thành công trong việc tìm kiếm thức ăn. Chúng sử dụng đá để đào rễ và làm vỡ hạt. Điều này khiến chúng trở thành một trong số ít những loài biết sử dụng công cụ. Có thể có một con côn trùng ngon dưới bất kỳ chiếc lá nào. Chúng có chế độ ăn uống đa dạng, từ hạt đến trái, và thậm chí động vật nhỏ có xương sống. Loài Quati Nam Mỹ hay lợn đất Brazil không từ chối bất cứ thứ gì có thể ăn được. Sử dụng cái mõm dài, nó cày xuyên qua phần dưới của tầng rừng, giống như một bộ cảm biến tốt. Phần mõm dẫn nó đến với những món ăn ngon tiềm ẩn. Quati dành phần lớn thời gian trên mặt đất, nơi có nhiều thức ăn. Nó sẽ rút lui vào tán lá bảo vệ cây khi ngủ hoặc giao phối. Tiếng gầm của thác Iguaçu có mặt khắp nơi. Các dòng nước mạnh mẽ tập trung tại đây
và đi xuống dòng thác hùng vĩ xuyên qua địa hình đá. Sau sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên và sông băng, chúng là điểm cao ấn tượng của thiên đường thiên nhiên trong bóng tối của dãy Andes. Chúng là một minh chứng kịch tính cho những điều kỳ diệu của sự sáng tạo ở mức đáng kinh ngạc nhất. Những khuôn mặt hoang dã của Nam Mỹ,